Làng rèn truyền thống Đô Lê Nhân, em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay bên em sẽ lên cho các bác những mẫu dao cán ốp được rèn thủ công từ cái chất liệu là cái thép không gỉ 420HC nhập khẩu của Nhật các bác nhé. Đầu tiên em sẽ đi vào mẫu dao đầu tiên, đó là con dao chuyên chặt gà vịt ngan. Con này em làm lưỡi dài 22, rộng khoảng 9,5 và tổng trọng lượng khoảng 700 g các bác. Đấy, ví dụ như cái mẫu này thì đây các bác nhìn, em thiết kế này, phần lưỡi nó bầu vừa phải này, cũng như là cái thiết kế của cái cán là em mài 6 cạnh như thế này thì các bác cầm nó sẽ không bị trơn trượt như những cái dòng cán tròn. Những cái phần vát cổ để các bác nào cầm sát cổ tay thì nó sẽ rất là độ êm, chặt êm như này, rất là êm. Mẫu này các bác chặt gà vịt ngan, chặt móng giò cho em ok các bác nhé. Đấy, thương hiệu của bên em đóng cái dấu đây này các bác yên tâm, tất cả sản phẩm bên em đều đóng dấu lên nhé, bên em đóng cái dấu là Đô LN các bác. Mẫu dao thứ hai đây là cũng là mẫu dao chặt, nhưng mẫu này bên em thiết kế bản nhỏ hơn các bạn. Đấy, mẫu này thì cái bản dao nó rộng khoảng 8 cm thôi, nhưng mà nó lại dài những tầm 24, lại dài hơn và nhỏ hơn. Tổng trọng lượng con này nó cũng khoảng tầm 600 g thôi, rất là vừa phải, chị em phụ nữ cầm rất là vừa, các bác chặt gà vịt ngan rất đầm tay. Phần lưỡi bên em luôn thiết kế cân hai bên để các bác chặt gà vịt ngan rất là sắc bén. Dòng cái thép này thì các bác cực kỳ rồi, vì những cái dao này bọn em đều rèn thủ công các bác, đều rèn thủ công hết. Mẫu dao này là chuyên Thái các bác nhé. Con này em làm lưỡi dài 22, rộng 6, dày 1,8 ly, cán với em đều, các mẫu này em đều cán 6 cạnh hết các bạn. Đấy, em thiết kế 6 cạnh cũng kết hợp những cái đường uốn lượn như thế này thì các bác cầm nó sẽ ôm tay đúng không ạ, các bác cầm nó ôm tay này. Thái rất là êm tay, các bác cầm cổ đây rất là êm tay luôn. Đấy, mẫu dao Thái bọn em sẽ luôn luôn cải tiến mẫu mã cũng như là độ hoàn thiện của sản phẩm ngày sẽ được nâng cao để cho nó phù hợp với căn bếp của tất cả các bác ấy. Các bếp với nhà các bác nào rất là đẹp đúng không ạ, thì bọn em sẽ có những cái sản phẩm rất là đẹp sang trọng để phù hợp với các bác. Còn đây là cái mẫu dao chuyên chặt gà vịt ngan, mẫu này thì nó nhẹ hơn, nó khoảng gần 500 g thôi. Bên em thiết kế theo kiểu mẫu dao đề ba của Nhật. Đấy, độ dày nó cũng khoảng 3,5 ly. Các bác chặt gà vịt ngan kết hợp thái được, mẫu này cũng lưỡi rất là mỏng các bạn. Mẫu này lưỡi dài 20 đến 21, rộng khoảng hơn 6 cm các bạn. Đấy, nó vừa phải thôi. Cầm con này các bác chặt nhẹ nhàng rất là thích, và kết hợp thái băm chặt mẫu này rất là tuyệt vời. Đấy, còn các mẫu dao Thái thì các bác không được băm các bác nhé, bởi vì cái phần lưỡi rất là mỏng. Đấy, còn đây là cái mẫu dao Nakiri, bên em thiết kế theo mẫu dao kiểu Nhật, khi cái phần mũi dao được bo tròn và nó hơi hếch lên, khi các bác thái này thì cái mũi dao nó sẽ không bị cắm xuống thớt mà nó có độ vếch lên đấy, rất là thích. Lưỡi dài 20, rộng 5,6 đến 5,8 cm, độ dày 2 ly. Những các bác nhìn thấy mẫu dao bên em này đều chốt 3 đinh và có cái đường uốn lượn này, các bác cầm nó sẽ ôm tay hơn, cũng như là cái dáng dao nó sẽ đẹp hơn các bạn. Rất là thanh thoát, nó vẫn là đẹp đúng không? Rồi, nó mất nhiều công hơn một chút, nhưng đổi lại căn bếp của các bác có cái sản phẩm đẹp, giá trị và rất là chất lượng. Còn đây là cái mẫu dao Santoku, mẫu dao cũng làm theo kiểu dao Nhật, người châu Á mình ấy, Việt Nam mình. Nhưng mà những mẫu dao của bên em thì đều được cải tiến hơn, phù hợp với người Việt. Đó là bên em thiết kế lưỡi dao to, lưỡi dài 20, rộng gần 6 cm đấy. Cái phần lưỡi thì luôn luôn là bên em thiết kế rất là mỏng các bác này. Dao các bác mà làm lưỡi càng mỏng thì cái độ khó nó càng cao các bác nhé, nó càng cao. Đấy, các bác mẫu này các bác chuyên thái thịt rau củ quả trong gia đình nhà mình thì tuyệt vời. Đấy, tiếp theo là đến cái mẫu dao bầu. Mẫu này thì phù hợp với các bác làm nghề mổ lợn, các bác nào mà thái lọc nhiều thì bác lấy mẫu này cho em. Lưỡi dài 20 đến 21, rộng khoảng 6 cm, độ dày cũng là 1,8 ly. Mẫu này các bác cũng chuyên thái thôi, chuyên thái lọc. Các bác mà thích mẫu này, đặc biệt các bác làm nghề mổ lợn chẳng hạn, đấy thì cái mẫu này không thể thiếu được các bác, không thể thiếu được.
Còn một sản phẩm tiếp theo mà được các bác làm nghề mổ trâu bò, lợn dê cực kỳ yêu thích là cái mẫu dao chuyên lọc các bạn. Mẫu này em làm lưỡi dài 15, rộng hơn 4 cm, dài phần lưỡi dài 15, độ dày là 1,8 ly. Mẫu này thì phần lưỡi nó chỉ hơi bầu lên một chút thôi. Các bác dùng thái lọc trâu bò ngựa dê thì mẫu này thì là tuyệt đỉnh các bác nhé. Cán thì nó chỉ con này nó ngắn cho nên là cái cán bên em nó chỉ dài tầm 10 cm thôi, lại ngắn hơn các loại thông thường. Và tiếp theo đến là hai cái mẫu dao thái gọt hoa quả. Hai mẫu này thì đều là mẫu thái gọt hoa quả, nhưng bên em sẽ có cải tiến cái mẫu, đó là cái mẫu này thì là đầu nhọn, mẫu nào này thì đầu bằng hơn. Thì các bác thích mẫu nào thì các bác có thể chọn một trong hai. Còn cái kích thước thì bọn em muốn là làm lưỡi dài tầm 15 đến 16, rộng khoảng 3,5, rất là vừa phải nhưng không to quá không nhỏ. Cái phần này được bên em mài tròn, các bác cầm thái gọt vào đây rất là tiện lợi. Đấy, bên em thì nhận làm theo yêu cầu các bác nhé. Đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp với địa chỉ và thông tin số điện thoại của bên em rất đầy đủ và chi tiết đây. Đấy, mọi sản phẩm bên em sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm trên toàn quốc, các bác cực kỳ yên tâm. Đấy, cái mẫu mã mới bên em rất là tâm huyết đến từng sản phẩm các bác nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.